Hiện tại thì em đang có mặt tại ấp Gò Lức của xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây em có 4 nền đất muốn giới thiệu đến anh chị mình ngày hôm nay nha. Đất thì đã có sổ hồng rõ ràng hết rồi ha anh chị, cột mốc ranh giới rõ ràng hết rồi ha. Cái hướng mà em đang quay nè, anh chị thông ra thành phố Gò Công nè, thông ra Mạc Văn Thành, thông ra đường tỉnh. Ở đây ra đó tầm khoảng 3 km là mình sẽ ra được trung tâm của thành phố Gò Công nha anh chị. Mình sẽ đi hướng bên đây ha. Rồi mình một hướng thì mình rẽ về trung tâm thành phố Gò Công, mình rẽ phải ha. Còn hướng bên trái thì mình rẽ xuống Tân Tây nè, Tân Đông nè, Tân Phước, Dàm Láng, Kiển Phước này kia ha. Đường thông thoáng nha anh chị. Khu vực này thì nhà cửa cũng đông lắm nè nha. Còn cái hướng ngược lại phía bên này, mình thông ra cầu Bà Trà nè, mình thông ra đường Mạc Văn Thành, thông ra đường tỉnh luôn. Nói chung mình thông ra trung tâm của thành phố Gò Công, mình sẽ đi hướng ngược lại ha anh chị. Thì ở đây hiện tại thì em có 4 nền đất muốn giới thiệu đến anh chị mình ngày hôm nay, nằm trên con đường đây nè nha anh chị. Nằm trên con đường 1,5 tấn ha, đường xe 1,5 tấn nè. Thì một lô 2 mặt tiền nằm trên con đường đan này sẽ có diện tích là ngang 7 dài 30 anh chị. Sẽ tính từ cái trụ này anh chị, từ xếp bên đây ha, có cọng móc rõ ràng hết rồi. Để em kiếm cọng móc. Từ đây gập thẳng qua bên đây là 7m anh chị, chiều dài là 30,5m. Mỗi lô thì có 100 thổ cư rồi. Từ bên đây ha anh chị, cọng móc đầu tiên nè. Gập thẳng qua bên đó là 7m ha. Chạy dài ra phía sau là có cọng móc ranh giới rõ ràng ha anh chị. Đó em sẽ ra sao quay cho anh chị xem nha. Lô ngang 7m, dài 30,5m, có 100 thổ cư thì chủ bán giá là 560 triệu anh chị. Tổng là 220m² ha. Còn lô kế bên nó bắt đầu từ trụ này nha anh chị. Rọc thẳng bên đây là 5m. Tới trụ phía bên này. Đó, chạy dài ra phía sau luôn ha anh chị. Là 30,5m luôn. Tổng diện tích của 3 lô liền kề này là 153m² đổ lại ha anh chị. Mỗi lô thì đã có 100m đất ở thổ cư rồi ha. Thì chủ kêu giá bán của 3 lô liền kề mấy bên này ngang 5 dài 30,5m là giá 390 triệu nha anh chị. Em sẽ quay hết cho anh chị xem rồi em sẽ ra phía sau quay cho anh chị xem ha. Lô 2 ha. Rồi bây giờ là tới lô 3. Cọc ranh giới đã có rõ ràng hết nha anh chị, lâu quá nó hơi bị dùi anh chị đó. Chứ có rõ ràng ranh giới còn móc hết nè ha. Và lô thứ 4 là lô này ha anh chị đó. Từ cái cọc này ha, chạy dài hẳn ở phía sau luôn ha. Em sẽ ra sau quay cho anh chị mình xem nha. Em xin nhắc lại là đất của mình 3 lô liền kề ngang 5 dài 30,5m. Mỗi lô có 100 thổ cư, tổng diện tích là 153m² đổ lại ha anh chị. Nó hơi xê xích nhau chứ nó không có đều nhau ha. Thì chủ bán giá là 390 triệu. Duy nhất một lô ngang 7, chiều dài 30,5m, có 100 thổ cư, tổng 220m². Thì chủ bán giá là 560 triệu nha anh chị. Đó. Chung cọc móc ranh giới mình có rõ ràng hết rồi nè. Đó. Dài 30 sẽ tính tới điểm đó nha anh chị, cọc nhỏ xíu đó nha anh chị. Đó. Ở đây người ta chạy đồng dịch hay sao á. Đó anh chị, đó, tới cái mí này. Cọc thẳng qua bên đây ha. Đó. Nói chung cọc móc ranh giới của mình thì có rõ ràng hết rồi. Anh chị mình mua thì cũng yên tâm ha. Tới cái điểm cao, trụ cao cao đó là tới ranh giới của mình nha anh chị. Khu vực này thì nhà cửa rất là đông luôn. Rồi thì tới đây em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn cô chú và anh chị những video tiếp theo của lần sau. Cô chú anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ em gửi thông tin đầy đủ cho mình nha. Rồi em xin chào.